Xin chào các bạn, đây là người cá Thi Đà, đệ tử thứ 18 của Teon. Bạn ấy năm nay bao nhiêu tuổi ta? 6 tuổi mà trở thành người cá, biệt danh của bạn ấy là gì ta? Người cá gì? Người cá công chúa. Sự xuất hiện của người cá công chúa trên thế gian này là gì? Để làm cái gì? Trời ơi, người cá công chúa có tấm lòng tốt quá, để chăm sóc thú à. Không, người cá công chúa là không cần chăm sóc thú đâu, chỉ cần làm đẹp cho mọi người thấy. Trở thành người cá là một sinh vật đẹp đẽ, tài năng, trí tuệ, mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống, làm cho người ta yêu thích trở thành người cá là nhiệm vụ của em. Em chỉ cần làm đẹp thôi là được, hiểu chưa? Ok, người cá công chúa đứng lên nào. Tập cái bài khởi động cho Teon xem. Bài khởi động người cá như thế nào? Wow, đúng rồi. Hôm nay em mà bơi được, đúng là Teon cấp bằng cho em luôn. Bởi vì người cá công chúa sẽ thi rất là đặc biệt hơn các bạn người cá khác. Thi được là cho cấp bằng luôn. Bởi vì nhiệm vụ công chúa là chỉ là làm đẹp thôi mà, nên khỏi cần phải làm quá, tập đúng là được. Không, người cá showbiz là phải bị ép buộc tập nhiều hơn đó. Showbiz mà, phải tập nhiều hơn. Còn công chúa người ta chỉ cần làm đẹp thôi à. Rồi, tập khởi động cho Teon. Nâng tay lên, hả miệng ra hít hơi vào. Gập gối lại, hả miệng ra hít hơi vào. Duỗi thẳng eo lên, thẳng người ra lại. Thở ra bằng mũi. Đúng rồi, hả miệng ra hít hơi vào. Ngậm miệng lại, duỗi thẳng người lên. Thở ra bằng mũi, chính xác. Đúng rồi, bài khởi động như vậy đó. Làm 10 lần đi người cá công chúa. Bạn ấy thi tại chỗ luôn. Bạn ấy làm được là cho bạn ấy thi tại chỗ. Bởi vì người cá công chúa là không bận đi diễn ha. Ngày đó không bận đi diễn. Người cá showbiz bận đi diễn hả? Dạ. Nhưng mà người cá công chúa mới được ưu tiên. Còn người cá showbiz là đi diễn được mà, thì phải đi thi được chứ. Không. Người cá công chúa ơi, mắt kính của em đâu? Người cá công chúa đeo mắt kính vô. Đeo mắt kính vô người cá công chúa. Ai vậy? Người cá nhút nhát. Bạn cá nồng nọc siêu nhát. Bạn ấy chưa phải là người cá. Rồi người cá công chúa. À, bạn ấy không kìa, không kìa. Ben được quảng cáo trên TV hả? Trời ơi, tưởng gì Ben quảng cáo thuốc xịt mũi hả Ben? Đi quảng cáo thuốc xịt mũi, giết động vật hả Ben? Còn khoe nữa Ben. Đi quảng cáo tủ lạnh được không? Được, quảng cáo tủ lạnh. Rồi có, mới khoe. Vậy hả, vậy được. Rồi đem mắt kính vô đi người cá công chúa. Được rồi. Bây giờ người cá showbiz sẽ bơi với người cá công chúa, bơi qua bơi lại. Nếu người cá công chúa bơi được là đậu, ok. Người cá công chúa tập trung nghe Teon nói nha. Mà Teon, em muốn thi tại chỗ giống bây giờ luôn. Không được. Chỉ có người cá công chúa mới làm được như vậy thôi. Em làm người cá hoàng đế được không? Người cá hoàng đế hả? Bây giờ đi giết giặc rồi. Đi giờ. Bởi vì Teon đã giao nhiệm vụ cho bạn này, chỉ cần làm đẹp thôi là được. Đẹp là được. Thi tại chỗ luôn. Chưa học mà biết bơi được mới hay đúng không? Nói là bơi liền. Bởi vì công chúa là vậy, phải có tài năng, trí tuệ, sắc đẹp, sức khỏe tốt hết trơn. Nói là thi à, không tin phải không? Người cá công chúa nhảy xuống nước, bơi qua bơi lại cho Teon coi. Một vòng. Học bơi ếch. Còn bơi này nữa mà. Hello trẻ trẻ thấy người cá công chúa không? Nói nãy giờ mà bạn công chúa, bạn còn đang đứng biểu diễn nữa đó. Rồi công chúa xuống nha, thi nha. Công chúa bơi một vòng. Có bạn người cá showbiz và bạn người cá Iris hỗ trợ hai bên. Người cá công chúa nghe Teon nói rõ nha. Bây giờ em phải bơi qua bơi lại rồi lặn xuống nước được luôn nha. Chỉ cần đẹp là được. Ok. Bắt đầu nha. Một. Ừ. Đẹp là thành người cá quốc tế.
nhanh gọn lẹ. Ủa, vua sẽ xuống dưới Washington hả? Chính xác. Người cá công chúa ơi, lên nào. Nhưng mà bây giờ em có thể kéo tay đúng một chút không? Hít hơi vào, nổi người lên, tay thẳng ra phía trước, lắc nhẹ đuôi, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok không người cá công chúa? Ok. Oh yeah yeah. Người cá công chúa ơi, em bơi rất tốt rồi, bây giờ em sẽ luyện lại cái bài mà đứng nước của người cá với nổi trên mặt nước nghỉ mệt của người cá cùng với Tiun hôm nay nha. Rồi cái bài luyện này sẽ giúp cho các em có được cái khả năng là bơi nổi trên mặt nước. Dù có sóng thần đánh tới thì các em vẫn nổi trên mặt nước như một cái con sứa hay là một cái phao mà không bao giờ bị chìm. Đó là nhờ vào đôi tay thần thánh của người cá tiên cá này đây. Em phải luyện cái đôi tay của mình trở thành vây bơi của con cá thì em mới nổi được trên mặt nước giống cá, hiểu chưa Thi Đà? Rồi ok, đem mắt kính vô nào. Rồi, hít hơi vào, nổi người lên. Nín thở lại, úp mặt xuống nước, hút nước. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Không cần phải lắc đuôi, nằm nín thở nổi trên mặt nước. Để cảm nhận nước, để nghỉ mệt trên nước. 1, 2, 3, cũng rồi. Em dùng cùi chỏ mình thôi, không dùng tới bàn tay của mình. Cùi chỏ mình thôi, đưa qua, đưa lại. Đúng em rồi. Làm vậy hả? Đúng rồi, khép sát ngón tay lại nữa em nha. Rồi, khép sát ngón tay lại nữa. Đúng rồi Thi Đà. Thi Đà làm tốt lắm. Tiếp nào cho các bạn xem nè, em giỏi như thế nào. Đúng rồi. Giỏi lắm Thi Đà. Lắc nhẹ nhẹ cái đuôi nếu mà em thấy mình bị chìm. Và nhớ là phải hít hơi vô thật nhiều để nổi người lên nha Thi Đà nha. Ok không? Giỏi lắm. Rồi, như vậy là em đã được công nhận là người cá quốc tế thật sự rồi đó. Bơi là không mệt, sẽ đạt được chứng chỉ level 1. Và còn một cái bài thở bằng ống thở nữa thì em cũng làm tốt rồi, đúng không? Em đã tập bằng ống thở rồi đúng không? Anh đã cho em thử chưa? Mà thôi em cũng không cần phải thử đâu, bởi vì em mới có 6 tuổi à. Như vậy là quá giỏi với em rồi. Được rồi. Ủa vậy em chưa thở. Đúng rồi, thở bằng ống thở cũng dễ thôi. Ơi, không khó. Dễ không? Chỉ cần lấy cái miệng hít thôi thì chỉ không Thi Đà. Bạn đã chính thức trở thành người cá quốc tế rồi nha. Ok, bạn sẽ được phép bơi chung với cá heo, chịu không nào? À, chứ, chịu không? Nếu con Thi giống chạy muốn gì bơi. Rồi bây giờ người cá Thi Đà được quyền chơi thoải mái rồi đó. Tạm biệt Thi Đà nha. Dạ.